Chào các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 9 năm 2019, em vừa về ba cái bếp ga nội địa của Nhật Bản, rất là đẹp. Ba cái bếp này thì có thương hiệu là Rinnai, bếp Rinnai và Paloma. Paloma, cả ba bếp này đều là bếp nội địa Nhật Bản, có cả nướng các bạn nhé. Hai bếp nấu và một bếp nướng. Đấy, cả ba bếp hiện tại còn rất là đẹp, mọi chức năng đã được kiểm tra và test kỹ, hình thức đã vệ sinh sạch sẽ. Để bếp ga Nhật thì các bác nào đã dùng rồi thì biết, sử dụng là có cảm biến đây, có sensor đây các bác này, sensor nồi này, này. Cái này có nhiệm vụ là cảm nhận nồi khi các bác mà dùng mà để chẳng may để quên không tắt bếp thì cảm biến này sẽ tự động nó nhận diện. Cái nhiệt độ tăng cao thì nó sẽ tự động nó khóa ga lại, nó tắt bếp luôn và nó khóa ga. Đấy, nên là không bao giờ các bác phải lo về vấn đề là cháy nổ cả. Còn là khi mà bếp phát điện tự dò dỉ ga, dò dỉ ga thì tự động bếp sẽ khóa ga lại luôn. Đấy, bếp Nhật người ta làm rất là an toàn. Tất cả các bếp đều có khay nướng, bếp ga Nhật đều có khay nướng. Như cái bếp này thì là đánh lửa bằng kiểu này, còn chỉnh lửa ga đây. Như con bếp này em bán là 2 triệu 9 các bác nhé. Con bếp này là 2 triệu 9 này. Còn hai cái con bếp này loại xoáy này thì là 2 triệu 7. 2 triệu 7 một chiếc. Bếp thì đã được vệ sinh sạch sẽ. Tất cả ba bếp gần như cái khay nướng này là không chưa dùng đến. Khay nướng gần như chưa dùng các bác nhé. Vẫn trắng tinh sạch sẽ. Đều là thương hiệu nổi tiếng cả Paloma và Rinnai. Bình thường các bác mua một cái bếp ga của Việt Nam thì các bác có để ý xem, không có một cái bếp nào mà có cái sensor này đâu. Đấy, vì để làm được một cái bếp như thế này thì ở dưới nó có những cái mạch điện tử nó rất là phức tạp, chứ nó không này đơn thuần, không phải là sản xuất ra là dễ đâu ạ. Dưới này đánh có mạch điện tử rất là nhiều, và con bếp mà đánh lửa bằng pin thôi nhé, đánh lửa bằng hai cục pin đại, hai cục pin mà của cái đèn pin ngày xưa đấy. Đấy. Thì là các bác nào có nhu cầu mua bếp ga thì có thể liên hệ. Bếp còn rất là đẹp luôn. Các bác nhìn hình ảnh rất là đẹp. Bếp ga Nhật thì các bác sử dụng thì nó tiết kiệm ga khoảng 30% so với cả những bếp ga thông thường. Rất là tiết kiệm mà an toàn, bền bỉ. Hai chiếc này thì em bán là 2 triệu 7 một chiếc các bạn nhé. Còn chiếc này thì đắt hơn, chiếc này thì 3 triệu. Bác có nhu cầu thì có thể liên hệ nhé, cảm ơn các bác. Đây, 3 chiếc bếp ga.